Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 41, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 4 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, phần trước chúng tôi giảng đến Tây Phương Tịnh Độ, ngũ nghịch thập ác, thập niệm thành tựu, đới nghiệp vãng sanh, cư hạ hạ phẩm giả, giai đắc tam bất thối giả. Đoạn này là nói rõ sự thù thắng của vãng sanh thành tựu. Nói rõ bộ kinh này lực dụng không thể nghĩ bàn. Điều này hiển thị viên chứng thù thắng, tức là lực dụng của bộ kinh này không thể nghĩ bàn. Chúng tôi đã trình bày xong phần ngũ nghịch trong yếu giải, nói đến ngũ nghịch thập ác. Thập ác tức là trong thập thiện nghiệt đạo chỗ nói thân tâm là sát sanh trộm cắp dâm dục. Đây là thân tạo ba điều ác. Khẩu tứ tức là nói về ngôn ngữ, có bốn điều đại ác. Thứ nhất là vọng ngữ. Vọng ngữ là lừa gạt chúng sanh, nói lời không thành thật, nói không đúng sự thật. Thứ hai là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi. Khiến cho hai người không thuận. Đó là chuyện nhỏ của hai người. Còn chuyện lớn là khiêu khích giữa hai quốc gia, làm cho hai quốc gia bất hòa, sẽ phát động chiến tranh. Cho nên tội ác của lưỡng thiệt vô cùng vô cùng nặng nề. Xem cái tai hại lớn hay nhỏ, làm cho ảnh hưởng thời gian dài hay ngắn, thì quả báo cũng đọa vào địa ngục A Tỳ. Thứ ba là ác khẩu. Ác khẩu là nói lời thô lỗ rất khó nghe, có ý hay vô ý đều làm tổn thương người khác. Đã kết oán thù với chúng sanh. Có rất nhiều lúc tự họ cũng không biết mình đã kết mối oán thù với người ta. Cho nên cách nói năng rất là khó. Khổng lão phu tử dạy học xếp ngôn ngữ ở tại khoa mục thứ hai. Khoa mục thứ nhất là đức hạnh, khoa mục thứ hai là ngôn ngữ. Cho nên cổ nhân có nói khẩu vi họa phước chi môn.
tức là lời nói của bạn hiền lành, nhu hòa thì sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn. Nếu nói lời ác khẩu, lưỡng thiệt thì sẽ mang đến hung tai cho bạn. Cho nên cái miệng đích thật là họa phước chi môn. Thứ tư là ý ngữ. Ý ngữ là nói lời thêu dệt, dụ dỗ làm mê hoặc người khác. Đại đa số là dụ hoặc dỗ mê hoặc người ta tạo nghiệp bất thiện. Hiện nay trong cái xã hội này rất là phổ biến. Quý vị hãy xem, hiện nay nói đến nghệ thuật, nội dung biểu diễn của nó là gì? Ca vũ là gì? Hí kịch là gì? Âm nhạc là gì? Hầu như toàn là ý ngữ. Nội dung bên trong cũng không ngoài sát sanh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ. Mỗi ngày trong xã hội đang dạy cho đại chúng như thế thì cái xã hội này làm sao có được an định? Người Trung Quốc nói đến hòa bình an lạc. Chúng ta có thể cùng với tất cả đại chúng hòa thuận sống chung. Cùng với hoàn cảnh đại thiên nhiên cư xử hòa thuận thì là tâm bình. Tâm bình thì bạn mới được an. Ngày nay chúng ta nói có cảm giác an toàn, thân tâm an ổn thì có vui. Người tu hành thì được định. Nếu thân tâm chẳng có cảm giác an toàn thì người thế gian làm gì có vui? Người tu hành làm sao được định? Tại sao không được? Là căn nguyên của khẩu nghiệp có bốn lỗi. Cho nên nếu chúng ta muốn thật sự đạt đến hòa bình an lạc, cái nhân tố đầu tiên thật sự của hòa bình an lạc là ngôn thiện, khẩu nghiệp phải thiện. Tuyệt đối không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ thì xã hội mới có thể an định. Cho nên chúng ta muôn ngàn cho nên nghĩ rằng tự mình nói vài câu giả dối, lừa gạt người ta, cho rằng nói giỡn chơi với người ta không có quan hệ gì. Thật ra quan hệ rất lớn, có thể gây ra tai nạn cho cả thế giới. Ngày nay chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng của mình và muốn giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn trong thế gian này được tiêu tai khỏi nạn, phải từ chỗ nào bắt đầu làm?
phải từ thiện hộ khẩu nghiệp bắt đầu làm thì đúng rồi. Mọi người đều biết được khéo giữ khẩu nghiệp thì xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Từ chỗ nào bắt tay làm? Từ bản thân của mình bắt đầu làm. Phải làm gương cho đại chúng xã hội xem. Ngày nay trong xã hội, hầu như tất cả nghệ thuật diễn xuất, nội dung của nó đại đa số là bất thiện. Nó là bất thiện thì chúng ta không xem, không nghe, không tiếp xúc. Nếu là thiện lương thì chúng ta đến xem, có thể thưởng thức. Như tuần trước, những sinh viên thuộc hệ âm nhạc của trường Đại học Queensland tổ chức đại nhạc hội, có hơn 100 người diễn tấu âm nhạc cổ điển. Họ mời tôi cũng đi tham dự. Nghĩa là thế nào? Vì đây là sự vui thú chánh đáng, chúng ta phải đề xướng. Nếu là nội dung bất thiện thì chúng ta tuyệt đối không đi tham dự. Để tu dưỡng đạo đức của mình, hiện nay những người trẻ tuổi một tí định lực cũng không có, điều này rất nguy hiểm. Nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc từ thở nhỏ phải dạy tu dưỡng định lực. Cái định lực này không phải như trong Phật môn ngồi xếp bằng, tức là học tập phải có tâm nhẫn nại, học tập tâm kiên định. Người hiện nay tánh tình hấp tấp là việc không tốt. Bạn xem họ nghe giảng một tiếng đồng hồ, họ cũng không có tâm nhẫn nại. Hiện nay cái tâm nhẫn nại được lâu nhất cũng không lâu hơn nửa tiếng. Nhất định phải xen vào tiết mục biểu diễn thì họ mới có hứng thú. Nếu chỉ ngồi nghe không thì cảm thấy khô khan vô vị, họ nghe không vô. Cho nên phải thay đổi không khí. Phải có biểu diễn. Điều này khiến cho chúng tôi nghĩ đến xưa kia nền giáo học của thế gian và xuất thế gian. Nền giáo học của Phật Pháp thì không cần nói. Thời xưa những học trò rất cung kính lắng nghe, trong mỗi buổi học ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Xưa kia là do trường tư thục dạy học, mỗi buổi học cũng là từ 2 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ. Học suốt mấy tiếng đồng hồ không có giờ nghỉ. Từ sáng sớm bắt đầu vào học cho đến lúc tan học thì sắp đến giờ ăn trưa. Hầu như học suốt 3 tiếng đồng hồ. Thầy giáo và học trò đều ở cùng một nơi.
Nghĩa là thế nào? Là bồi dưỡng cái tâm nhẫn nại và cái tâm kiên định. Hiện nay chúng ta ở trong giảng đường, giảng kinh, nghe giảng kinh cũng là vào lớp học. Mỗi một thời chúng tôi giảng là 2 tiếng đồng hồ, và sau đó nghỉ ngơi 10 phút để cho mọi người được thoải mái một tí. Như hiện nay mỗi thời chúng tôi giảng 1 tiếng, mà có rất nhiều người bảo với tôi rằng những người trẻ tuổi không kham nổi, họ nghe giảng suốt 1 tiếng đồng hồ không chịu nổi. Không sai, đích thật là nghe không vô. Tại vì sao? Vì họ nghe không hiểu. Cũng như ăn một món đồ ăn vậy, họ không có thưởng thức được mùi vị của nó. Nếu họ nghe đã hiểu được thì cũng như nếm được mùi vị, thì họ sẽ không thể bỏ được. Đừng nói chi là giảng một thời là 1 tiếng, cho dù giảng một thời 4 tiếng, họ cũng không chịu buông thả giây phút nào. Tại vì sao? Vì họ nghe hiểu được nghĩa lý. Trong Phật pháp gọi là hưởng được pháp vị. Nhà nho gọi là thật là vui thay. Trong Phật pháp gọi là pháp hỷ sung mãn. Họ nghe giảng đích thật đã nhập cảnh giới. Khi tôi còn nhỏ, lúc bây giờ đang học tiểu học, vào thời đó trong xã hội có kể chuyện trong sách, những đứa trẻ chúng tôi thường hay đến nghe. Nghe họ kể chuyện rất là thú vị, quên hết thời gian. Có lúc đến giờ cơm cũng quên hết. Càng nghe thì càng ưa thích. Hiện nay cái môn nghệ thuật này hãy còn rất ít. Ở đại lục Trung Quốc chắc có lẽ vẫn còn. Ở Đài Loan thì không còn nữa. Tại ngoại quốc dĩ nhiên là không có thấy. Đây là một môn nghệ thuật để giáo dục xã hội. Nội dung của nó phần nhiều là chuyện cổ tích lịch sử. Chúng tôi ưa thích nghe kể nhất như là Tam Quốc Diễn Nghĩa và Tận Trung Thuyết Nhạc, tức là chuyện của Nhạc Phi, là sự tích vị anh hùng dân tộc trong lịch sử. Nội dung là trung hiếu tiết nghĩa. Cho nên xưa kia có rất nhiều người không được tiếp thụ giáo dục, nhưng họ hiểu được đạo lý làm người. Họ học ở đâu? Họ học từ nghệ thuật diễn xuất. Học trong nghệ thuật diễn xuất, đó là giáo dục. Ừ.
là giáo dục vui chơi. Trong mấy ngàn năm ở Trung Quốc, phương pháp giáo dục này rất có hiệu quả. Thật tại mà nói, rất đáng được đề xướng. Tức là ngôn ngữ quan trọng hơn bất cứ thứ gì phải học. Nếu đã phạm khẩu nghiệp, nhẹ thì đọa địa ngục kéo lưỡi, nặng thì đọa vào địa ngục A Tỳ. Ghê gớm lắm. Ý tam ác, tham sân si, tức là tham lam, sân hận, ngu si. Đây là nói về thập ác. Thập ác là tội rất nặng, là cái nhân của tam đồ địa ngục. Cho nên hiện nay chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát tự mình và người khác. Rất ít tự mình biết rõ mình. Họ chỉ thấy được cái lỗi của người khác, không thấy được cái lỗi của mình. Đây tức là ngu si. Không thấy được cái lỗi của mình thì làm sao tự mình biết sửa đổi. Tu hành không có gì khác, tu hành tức là sửa đổi. Tu là tu sửa, hành tức là hành vi sai lầm. Đem hành vi sai lầm của mình tu sửa chữa lại, trở lại gọi là tu hành. Thân của chúng ta tạo thập ác, đây là hành vi bất thiện. Bạn phải đem nó tu chính trở lại. Thân không sát, không sát sanh. Chẳng những không sát sanh mà còn phải thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh. Càng tích cực thương yêu bảo hộ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, đây là thiện nghiệp và thiện hành. Chẳng những không trộm cắp. Giới trộm cắp trong giới kinh của nhà Phật nói được rất là vi tế, rất là thấu triệt. Giới trộm cắp tức là không cho mà lấy. Phàm là món vật này của có chủ, tài vật có chủ, không được chủ nhân đồng ý mà chúng ta tự động lấy xài, hoặc là đem nó di động, cũng không thể được. Bạn đem nó dời chỗ khác thì chủ nhân tìm không ra. Cho nên phải luôn luôn nghĩ đến làm sao thuận tiện cho người khác. Trong Phật Pháp có nói không trộm cắp được đại phú, không sát sanh được sống lâu, không sát được khỏe mạnh sống lâu, không dâm được tướng hảo quang minh. Nghi dung của bạn đoan chính. Hiện nay chúng ta nói là sắc mặt rạng rỡ sáng ngời. Chúng sanh nhìn thấy tôn trọng kính yêu, quả báo vô cùng thù thắng. Không vọng ngữ được quả báo là thành tín. Lời của bạn nói người khác tin tưởng.
lời nói có thể được đại chúng tín nhiệm thì sự giáo hóa của bạn có được thành tựu, thì có thành tích khả quan. Nếu như bạn không có đức hạnh này, cho dù bạn có lòng tốt, cho dù bạn có ý tốt dạy người khác, nhưng người khác không tin bạn, khiến cho bạn có rất nhiều vấn đề. Điều này thì khó. Bạn có thiện tâm thiện ý muốn giúp đỡ người khác, nhưng người khác không chịu tiếp nhận, là nguyên nhân gì? Là do nghiệp nhân của vọng ngữ. Lưỡng thiệt thì càng đáng sợ, khiến cho người khác không dám tiếp xúc với bạn. Tại vì sao? Vì sợ bạn hãm hại. Bạn có cái tập khí này, lúc thì có ý hãm hại người, có lúc vô ý, vô ý cũng là hại người. Lưỡng thiệt rất đáng sợ. Bậc thánh hiền và thiện tri thức dạy bảo chúng ta, những người như vậy chúng ta phải kính nhi viễn chi để tránh khỏi bị hại. Gặp phải những người làm hại mình, con người có hai thứ phản ứng không đồng. Nếu không thật sự đạt tới mức giác đồng ngộ thì trong lòng nhất định là có oán hận, đợi có cơ hội thì sẽ báo thù. Trong lịch sử Trung Quốc, những sự việc là như vậy quá nhiều, quá nhiều. Lịch sử là một tấm gương quang quang tường báo, khổ không thể tả. Những người giác ngộ thì phản ứng tốt hơn. Những người thật sự giác ngộ, sự phản ứng của họ khi họ biết lỗi thì họ lập tức sửa ngay. Nếu không có lỗi thì càng cố gắng. Họ không bao giờ có oán hận bạn, họ còn cảm kích bạn. Tại vì sao? Vì bạn nói ra khiến cho họ hết lòng phản tỉnh. Nếu thật sự có những sai lầm này mà tự mình không thấy, nhờ có bạn nói ra thì tự mình phải sửa lỗi cho tốt hơn. Nếu lời nói của bạn là giả, không phải thật, tức là vọng ngữ, người giác ngộ sau khi nghe xong cũng không trách móc bạn, họ càng cố gắng hơn, tuyệt đối không phạm cái lỗi đó. Đây là người giác ngộ, là sự phản ứng của thiện nhân. Nhưng bạn nên biết, trong xã hội này, người giác ngộ thì ít, người thiện cũng ít, người mê thì nhiều, tức là người không giác ngộ thì nhiều. Sự việc này thật là phiền phức. Bạn nói vọng ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt với những người mê và những người không giác ngộ thì sẽ tạo thành quan gia đối đầu. Thật là phiền phức. Thì bạn đời sau phải chịu lấy quả báo. Cho nên chúng ta tu hành, tức là đem thập ác nghiệp chuyển biến thành thập thiện nghiệp. Chúng ta đối với người khác tuyệt đối không nói lời vọng ngữ. Lời nói phải thành thật, tâm khẩu nhất như. Nói được nhất định phải làm được. Không nên nghĩ rằng những người trong xã hội này đều là lừa dối, không có ai nói thật. Những lập luận này bạn vừa nghe hình như đúng, thật ra không đúng. Người khác không nói lời chân thật,
Bạn phải liễu giải nhân quả ba đời thì bạn mới hiểu được họ đã tạo cái nghiệp gì, trong tương lai họ đi con đường nào. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nếu chúng ta học theo họ thì cũng như họ không khác. Trong tương lai chúng ta cũng đi vào tam ác đạo, đó là chúng ta đã lầm lạc. Cho dù tất cả mọi người đều nói lời vọng ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu ý ngữ, nhưng ta tuyệt đối không làm. Tại vì sao? Vì ta không muốn đi vào tam ác đạo. Ta hy vọng đời sau vẫn được thiện quả nhân thiên, thì ta không được vọng ngữ, không được lưỡng thiệt, ý ngữ ác khẩu cũng không được. Nếu bạn muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì càng không được phạm bốn điều khẩu nghiệp. Tại vì sao? Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là các bậc thượng thiện nhân cùng nhau tụ hội một nơi. Đây là Phật chỉ dạy cho chúng ta, nếu muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải tu thập thiện nghiệp, phải là thượng phẩm thập thiện. Tu trung phẩm thập thiện là nhân đạo, tu thượng phẩm thập thiện là thiên đạo. Hay nói cách khác, chúng ta muốn sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiêu chuẩn thấp nhất của Cực Lạc thế giới là thiên đạo. Cho nên làm sao có thể sát sanh trộm cắp dâm dục chứ? Làm sao có thể vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu ý ngữ chứ? Không thể được, tuyệt đối không thể được. Trong ý niệm không được có tham sân si, phải buông xuống, nhất định phải biết tất cả sự vật trong thế gian đều là mộng huyễn bào ảnh. Người khác muốn thì phải nhẫn, phải nhường. Trước tiên bạn học nhẫn, học đến giai đoạn thành thục là nhường, rất hoan hỷ nhường. Nhẫn thì không còn nữa. Bắt đầu học là phải học nhẫn, rồi thì dần dần không còn nhẫn nữa. Có lúc nhẫn thì cảm thấy rất khó chịu, nhường lâu rồi thì cảm thấy hoan hỷ. Phật chỉ dạy cho chúng ta, trong niệm niệm phải có tâm cúng dường bố thí. Điều này rất hay. Cúng dường bố thí thì được đại phước báo. Người khác gạt ta, ta hoan hỷ. Tại vì sao? Nếu họ gạt lấy tiền tài của ta thì ta cúng dường cho họ một tí cũng không có áo não. Họ xâm chiếm ta, ta cũng rất hoan hỷ, ta cúng dường bố thí cho họ. Hành Bồ Tát Đạo, nhất định phải ghi nhớ. Không cần nói Phật Pháp, nói Pháp thế gian, trong mạng của bạn có thì bạn nhất định có. Muốn bỏ cũng bỏ không được. Nếu trong mạng không có, bạn muốn ôm giữ, nhưng vì trong mạng của bạn không có, giữ cũng không được. Cho nên đối với tiền tài, những người có trí huệ đều hiểu được tán tài, tức là trong Phật Pháp có dạy rộng tu cúng dường, dùng tâm chân thành cung kính để cúng dường, không có một tơ hào keo bẩn, là đoạn trừ lòng tham.
Chúng ta học được điều gì thì nhất định phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì bạn mới thật sự được thọ dụng, thường sanh tâm hoan hỷ, tâm bình khí hòa, tâm an lý đắc. Môn học vấn này thật sự có thọ dụng, đem lại hạnh phúc viên mãn chân thật cho đời này chúng ta. Nếu không học Phật, trong xã hội hiện nay người bất thiện thì nhiều, chúng ta giao tiếp với họ đều bị thiệt thòi, mỗi ngày bị đè nén, thì bạn mỗi ngày bực tức, cái tổn thất đầu tiên là thân thể của bạn bị tổn hại, thì bạn liền sanh bệnh. Quý vị thấy những thổ dân Úc Châu trong cuốn sách Âm Thanh Ngoài Đồng Trống, do một nữ bác sĩ người Mỹ có tường thuật rằng bà sinh hoạt cùng với họ trong một thời gian, lời nói của họ rất là có đạo lý. Bà thấy phương pháp trị bệnh của họ, trong quan niệm của họ, mỗi một tế bào trong thân thể con người đều có sinh mạng. Là thật đấy, mỗi một người đều có rất nhiều sinh mạng chúng sanh cùng nhau sống trong một thân thể. Trong số người thổ dân có một người đi đường không cẩn thận té xuống vực núi, từ trên cao 20 mấy thước rơi xuống, chân dập nát, bị gãy xương, rất là khó khăn mới cứu được ông ta lên. Sau khi cứu lên liền bảo ông ta nằm ngửa, chân của ông ta bị gãy xương rất là nặng, xương gãy lồi ra ngoài, toàn thân đều là máu. Thầy thuốc của thổ dân sau khi đặt ông ta nằm xuống thì trị bệnh cho ông ta, trị liệu bằng cách nào? Thầy thuốc dùng tay giống như xoa bóp vậy, xoa bóp từ từ như vậy, nhưng bàn tay không có chạm đến thân thể của ông ta. Tay của ông thầy thuốc hãy còn cách xa cái chân bị thương, xoa bóp như vậy mà không chạm đến thân thể của ông ta. Thầy thuốc vừa xoa bóp vừa nói chuyện. Lúc nói chuyện, cái âm thanh và ngữ điệu nghe rất là hay, giống như ca hát vậy. Bà bác sĩ thấy vậy mới hỏi thầy thuốc, làm như vậy được sao? Thầy thuốc bảo ông ta đang nói chuyện với đầu xương bị thương, nói chuyện với những tế bào ở chỗ bị thương, muốn cùng với chúng câu thông, cùng với chúng nói chuyện là hy vọng chúng có thể hợp tác khôi phục lại bình thường. Điều này chúng tôi cảm thấy rất là thần kỳ, thật là có hiệu quả. Thầy thuốc làm như vậy khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, cái đầu xương đó thật sự biết thu vào trong, nó tự động thu vào trong. Sau đó thầy thuốc dùng một loại cao bôi lên vết thương, là dùng một thứ phương pháp của xứ họ. Họ dùng một thứ lá cây gì đó quết thành giống như cao vậy, rất là đậm. Rồi đem nó bôi lên vết thương. Họ cũng không có dùng bông băng, cũng không có kim khâu lại, cũng không có thuốc sát trùng, cái gì cũng không có. Mọi người đều an ủi ông ta, đến ngày hôm sau thì hoàn toàn lành hẳn, ông ta có thể đi được. Bà bác sĩ tận mắt thấy được, rất là sửng sốt. Bà nói thật là một kỳ tích. Bà hỏi thầy thuốc, việc này nghĩa là thế nào? Thầy thuốc nói rằng, mỗi một tế bào đầu xương, lúc chúng té xuống bị thương, làm cho chúng chấn động, sợ hãi. Bây giờ dùng phương pháp ca hát là an ủi cho chúng, để cho chúng khôi phục lại sự yên lặng.
thì chúng sẽ bình thường trở lại. Quả thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên bà bác sĩ rất cảm khái. Như hiện nay y học Tây Phương hoàn toàn khác hẳn với phương pháp chữa trị tự nhiên này. Thầy thuốc thổ dân dùng phương pháp là tự nhiên, là tự nhiên khôi phục. Gãy xương nặng nề như vậy mà ngày hôm sau thì hoàn toàn bình phục. Tức là nói rõ toàn cả vũ trụ là sống động hoạt bát. Cách nói này của họ cùng với trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói là hoàn toàn tương đồng. Tất cả nhân quả thế giới vi trần nhân tâm thành thể. Tâm tức là kiến văn giác tri. Cho nên mỗi một tế bào nó có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Chúng ta dùng lời lẽ tốt lành an ủi chúng, vui vẻ mà giúp đỡ chúng, thì chúng sẽ cùng với bạn hợp tác. Nên tự nhiên khôi phục lại. Vì thế những ngữ điệu nhu hòa của thầy thuốc khi nghe cảm thấy rất dễ chịu, cũng như ca hát vậy. Khi chúng tôi nghe được sự việc này, chúng tôi tin tưởng. Tại vì sao? Phật tại trong kinh thường nói, chúng ta cũng đọc rất nhiều, nhưng chúng ta chưa từng thấy qua, cũng tức là cũng chưa từng làm thí nghiệm qua. Như thổ dân Úc Châu nói, họ chữa trị bệnh tật, tức là họ thí nghiệm. Đích thật là cùng với trong kinh Phật nói không khác. Như tiến sĩ Giang Bản Thắng, người Nhật Bản, ông ta nghiên cứu làm thí nghiệm cùng với trong kinh Phật nói đều như nhau. Vào ngày 2 tháng 8 ông ta sẽ đến đây. Hôm qua ông ta đã liên lạc với chúng tôi. Ngày 2 tháng 8 sẽ đến Brisbane. Có lẽ vào cuối tháng 7, trước tiên ông ta đến Melbourne. Đến Melbourne thì tiện hơn. Chúng ta mời ông ta đến đây. Đây là thiện ý, thiện tâm, thiện ý, thiện hành, khẳng định là có lợi ích. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc dạy cho, chỉ dạy cho chúng ta thiệt thòi là phước. Nếu bạn không chịu thiệt thòi thì một tí phước báo cũng không có. Chịu thiệt thòi lớn thì có phước báo lớn, chịu thiệt thòi nhỏ thì có phước báo nhỏ. Người hiện nay không tin điều này, còn nói đây là mê tín, đây là quan niệm sai lầm. Nhất định phải làm thế nào? Phải cạnh tranh, phải tranh đấu. Tranh đấu đến sau cùng thì hai bên đều phải thảm bại thương vong. Thật là họa hại. Họ không biết phương pháp cầu phước. Họ chỉ biết cái thân này, không biết có đời sau. Chúng ta ở trong thế gian này, kể cả cái thân thể này cũng không được coi trọng. Tại vì sao? Vì chúng ta biết được sau khi chết rồi thì liền thăng lên càng tốt. Chúng ta có được sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không là hoàn toàn do quyết tâm, do ý chí, do tâm hành của quý vị. Là ba điều kiện này. Bạn có quyết tâm, bạn có chí nguyện, bạn có hành vi. Trong kinh Phật gọi là tín nguyện hành. Cái hành đó gọi là thiện hành. Tiểu bản kinh Di Đà chú trọng ở nơi chấp trì danh hiệu. Chấp trì danh hiệu, bạn phải hiểu được nghĩa thú của danh hiệu. Thiền sư Trung Phong tại trong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự khai thị rất rõ ràng.
tín là tuyệt đối không hoài nghi. Nguyện là phải cùng với 48 lời nguyện của A Di Đà Phật tương ứng. Hành trong pháp sự này giảng được rất rõ ràng, rất minh bạch. Là chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Ngài lại nêu ra trong kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Giới Bồ Tát dạy: điều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp. Không mượn phương tiện, tự được tâm khai. Đây là chân hành. Cho nên nền tảng của tu hành là thập thiện nghiệp đạo. Không có thập thiện nghiệp đạo thì cũng như bạn tu hành không có căn. Thập thiện nghiệp đạo là căn tu hành của chúng ta trong thế gian này. Kể cả thổ dân Úc Châu cũng liễu giải. Chúng ta đi đến thế gian này là đi du lịch, là đi tham quan, thời gian rất ngắn tạm, rất mau thì phải rời khỏi. Tất cả sự vật trong thế gian này tuyệt đối không được có tơ hào lưu luyến. Nếu còn có tơ hào lưu luyến thì bạn không thể thoát ly khỏi thế gian này. Cái đạo lý này phải hiểu. Như chúng ta ở địa phương này đã xây dựng một ngôi đạo tràng, cho dù xây được rất tốt, nguy nga tráng lệ, cũng không được lưu luyến. Tại vì sao? Vì nếu bạn còn lưu luyến thì trong tương lai sau khi chết rồi, bạn không thể rời khỏi địa phương này. Vì bạn còn lưu luyến nó, không muốn rời khỏi nó. Ở trong ngôi đạo tràng này không có nam nữ giao phối. Phải làm sao đây? Trong ngôi đạo tràng này có chuột, có gián, có ruồi nhặn, có kiến. Tốt lắm thì bạn đầu thai làm những động vật này. Bạn đã nhận định chỗ này là nhà của bạn. Đây thật là ngu si. Nếu bạn xả bỏ lìa khỏi đạo tràng này thì bạn sanh lên thiên đường, còn thù thắng hơn chỗ này rất nhiều. Thiên đường cũng không được lưu luyến. Bạn còn có thể thăng lên càng thù thắng hơn. Hễ còn lưu luyến thì là hỏng hết. Không được có một tơ hào tham ái. Đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, tuyệt đối không thể có một tơ hào tham ái. Phật dạy cho chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta có khả năng, có phước báo, toàn tâm toàn lực phải giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Nhất định phải xả kỷ vị nhân, hy sinh phụng hiến. Người thế gian thường nói là hy sinh phụng hiến, nhưng họ hình như cố chịu nhịn ở trong lòng. Những người giác ngộ thì khác. Không phải như vậy. Họ rất là hoan hỷ cúng dường. Tại vì sao? Vì có cơ hội để tu phước. Có cơ hội tu huệ là phước huệ song tu. Đến địa vị Như Lai thì phước huệ mới thật sự đạt đến cứu cánh viên mãn. Không phải miễn cưỡng tu, mà là hoan hỷ tu.
Lại xem tiếp phần dưới một đoạn nhỏ thứ tư, Thập Lục Quán Kinh Hạ Phẩm Vãng Sanh Trường nói, phép quán sau cùng thứ 16 nói rằng ngũ nghịch thập ác, người ngu như thế lâm chung gặp được thiện tri thức, khuyên niệm Phật chí tâm như vậy, niệm niệm không ngừng đầy đủ 10 niệm, tức khắc vãng sanh Cực Lạc thế giới. Tuy trong hạ hạ phẩm đều cùng với Bổ Sứ Bồ Tát chung một nơi, tức liền viên chứng tam bất thối, một đời thành Phật. Sau cùng mấy câu này rất là quan trọng. Đây là lời khai thị của Đại sư Ngẫu Ích tinh yếu nhất. Nhưng trong phần trước đã có trình bày cho quý vị rồi, tức là một đời tạo ngũ nghịch thập ác, lúc sắp mạng chung gặp được thiện tri thức, khuyên bảo họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Họ vừa nghe liền hoan hỷ thì tiếp nhận, bèn sám hối nghiệp chướng của họ. Họ thật sự được vãng sanh. Phần trước đã trình bày rồi, họ không phải là người tầm thường. Họ trong đời quá khứ có tu học pháp môn tịnh độ, tu được rất khá, thiện căn của họ vô cùng thâm hậu. Nhưng rất đáng tiếc trong đời này họ đã bị mê, họ không gặp được thiện tri thức, đã mê suốt đời. Nhưng chủng tử thiện căn túc thế của họ trong A-lại gia thức rất mạnh, cho nên lúc sắp mạng chung gặp được thiện tri thức nhắc nhở cho họ khơi dậy thiện căn, thì thiện căn của họ lập tức khởi tác dụng. Nếu trong đời quá khứ không có thiện căn phước đức này thì không được. Những người không có thiện căn phước đức, bạn thường thấy lúc họ sắp mạng chung thì hôn mê. Người bị hôn mê thì là vô phương. Trong đời này họ có tu giỏi đi nữa, chỉ cần lúc sắp mạng chung bị hôn mê thì hỏng hết, đầu óc không tỉnh táo. Lúc đó thì liền theo nghiệp lưu chuyển. Chúng ta trợ niệm cho họ chỉ có thể nói có trợ niệm thì tốt hơn không có trợ niệm, là khẳng định như vậy. Trợ niệm có được, có thể giúp cho họ được vãng sanh hay không, điều này không dễ. Trợ niệm thật sự giúp cho họ được vãng sanh mà họ thật sự được vãng sanh, đó là thiện căn phước đức của họ hiện tiền. Do nhờ sự trợ niệm khơi dậy thiện căn phước đức của họ, họ phát nguyện vãng sanh liền niệm Phật theo mọi người thì là thành công. Nếu tự họ chẳng có cái ý niệm này, người khác trợ niệm cho họ chỉ có thể giúp họ giảm nhẹ tội nghiệp, giảm nhẹ sự đau khổ của họ, nhưng không thể vãng sanh. Muốn vãng sanh, tự mình nhất định phải phát nguyện, người khác không có biện pháp, không có biện pháp gia trì cho bạn. Nếu người khác có biện pháp gia trì cho chúng ta thì chúng ta không cần niệm Phật. A Di Đà Phật là đại từ đại bi, sớm đã tiếp dẫn chúng ta vãng sanh rồi. Trong kinh giáo thường nói, tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Bạn phải hiểu cái đạo lý này. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, không phải tâm của người khác tưởng, mà là tâm của chính mình tưởng. Trong tâm của mình không có ý niệm này, không có cách nghĩ này, thì một cái biện pháp cũng không có. Cái chân tướng sự thật này chúng ta cũng phải rõ ràng, cũng phải minh bạch. Muôn ngàn không thể bỏ lỡ
trong đời này phải thật sự buông xuống, phải thật sự đoạn ác tu thiện. Hy vọng trong đời này không còn bỏ mất cơ hội nữa, nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Tất cả đều phải buông xuống hết, kể cả cái thân thể này cũng không được lưu luyến, huống chi là vật ngoài thân. Nếu bạn buông xuống được thì bạn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới không còn chướng ngại nữa. Thôi bây giờ thời gian đã đến,